chọn cà phê pha phin hay cà phê pha máy để kinh doanh thì chúng ta cần phải xét trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là chi phí đầu tư ban đầu. Thì đối với cà phê pha máy, các bạn phải bỏ ra khoảng từ 29 tới 65 triệu để các bạn mua một combo máy pha. Còn đối với pha phin, các bạn sẽ bỏ ra khoảng tầm 5 triệu thì chắc chắn là pha máy sẽ đầu tư nhiều hơn. Còn về lợi nhuận, một ký cà phê pha máy sẽ pha được khoảng tầm 65 tới 70 ly, còn pha phin sẽ là từ 45 tới 50 ly, thì pha máy sẽ gấp 1,5 lần so với pha phin. Các bạn cứ bán được 10 triệu tiền pha phin thì đối với pha máy sẽ là 15 triệu. Tiếp theo sẽ là thời gian, thì thời gian pha máy cực kỳ nhanh, cả xay cả pha nó sẽ diễn ra trong vòng 1 phút thôi. Còn pha phin thì phải chờ rất là lâu, thường là pha sẵn, nên cái độ an toàn thì thường cà phê pha máy sẽ tốt hơn vì nguyên liệu ban đầu bắt buộc phải là rang mộc. Còn pha phin thì mộc hay là tẩm đều có thể pha được. Còn xu hướng hiện nay thì khách hàng muốn một sản phẩm sạch, an toàn, tốt cả sức khỏe thì pha máy sẽ đáp ứng được điều đó. Anh chị chủ quán hãy liên hệ đến hotline 0944334343 hoặc website www.cafeunchoc.vn.